Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở chân núi Bà Đen nhé các bạn, ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì hôm nay mình tới đây để quay cái vườn nho rừng. Ở Việt Nam hiện tại thì chỉ có ở vườn của chú Thông ở xã Phước Tân, ở ấp Phước Tân nhé các bạn, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh là cái vườn lớn nhất. Chú đã là người đầu tiên đi vào rừng lấy những cây nho này về để nhân giống và trồng thành công ở cánh đồng ở chỗ dưới chân núi Bà Đen này. Thấy cái nho luôn nè. Nè, cái nho là chín tím nè. Dạ rồi. Cứ đi. Ôi trời, dính mẹ luôn, dính mẹ luôn. Anh là gà chùm. Dứt. Nhấn cầm đi con. Cầm da lên nhé, da lên cho chú chụp hình rồi nhé. Trái này ngọt lắm. Ở trái này nó chua quá. Chù chì chù chì. Bỏ lá dính hết trơn á. Rồi sao mà mình biết vườn nho này mà mình tới đây ạ? Trả vô con. Lên mạng thấy nó đăng lên là thấy hấp dẫn quá. Mình chạy từ bên Bình Dương chạy qua đây coi thử làm sao mà hôm nay hơi xui một xíu là thu hoạch hết rồi, gần hết rồi, cuối mùa rồi. Rồi để tháng 6, tháng 7 năm sau chạy qua. Rồi cái trái ngò nó chua chua đặc biệt lắm. Ăn nó dễ ăn, nó nếu mà ai biết ăn thì rất là ngon. Còn ai mà không biết ăn thì cảm giác nó khác. Vườn nho đẹp, trái sai, mát mà lạ nữa chứ, nho rừng lạ, nho đang mới thấy lần đầu. Đã quá. Trên núi là để phòng hộ. Trồng đầu tiên á là về với mình trồng á làm anh về mới mặn mò ra thì làm đâu hết. 6 năm có rồi. Chiều khoảng chừng 3 giờ 4 giờ lên là đổ lên là đi đồng. Kiếm được người. Nhưng mà ở nhà chú là có cái loại ly mà để uống miệng cho bao nhiêu người. Trong đó có người không uống, có người uống hay đi. Thì về chú bừng qua cái loại là coi như nó đủ. Còn bây giờ là cắt chỉ 100 mấy trăm thôi, đủ không có nhiều đâu. 100-200 mà không có nhiều đâu. Là vườn mình tháng 6 có rồi. Trên đó là cái gì? Sau này chú làm cái điện. Vỏ nó dày gấp 10 lần. Khum chắc gấp 10 lần. Vỏ dày gấp 10 lần. Vỏ hộp cũng dày gấp 10 lần. Cho nên là cái nho này mà khi chế biến ra trong 1 năm sau, 12 tháng sau á, uống vô dinh dưỡng nó rất là cao. Cái loại nó là cũng giống như là nó từ rừng về. Thì nó cũng hơn cái loại các cái loại nho rép khác. Nho rép nó lại mỏng vỏ rồi cơm nó bở. Rồi cái nước của nó ra chế biến không ngon, thằng này rất là ngon. Là cái vườn này á, là khi mà chú nghiên cứu nghiên cứu xong quyết định làm là làm cách đây 7 năm 7-8 năm gì đó, chú nhớ 7 hay 8 gì đó. Thì 2 năm đầu đi vào như ở rừng biên giới Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, như Lào thu thập những cái trái này về trồng, giống này đem về trồng, trồng 2 năm đầu đến khi nó bắt đầu có trái là nó té ra, nó chết hết. Là mình chưa có nghĩa rằng là mình chưa biết ý của nó, mình lạm dụng nhiều chất viêm hóa học cho nên nó không đồng ý. Sau khi lần thứ hai, cái năm lần thứ hai tức là năm thứ ba đó, quyết định mang về trồng tiếp tục. Tiếp tục thì cho nó có cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Ví dụ như phân rác, lá cây, ủ này kia là bắt đầu nó mới thành công. Cái vườn nho này khi mà trồng lên nó thành công, nó ra trái nhiều vậy nè. Là cái năm thứ ba đó là năm thứ ba thứ tư đó là mừng lắm. Mừng lắm, cái nụi nụi. Nhưng mà không biết làm sao. Mình bao nhiêu thì lại rầu bấy nhiêu. Rầu cái là khi mà nó được trái trúng như vậy rồi mình phải làm cái gì, làm cái gì rồi bán ở đâu. Chú mới quyết định là phải thành lập công ty để chế biến. Nhưng mà đi từ các cái thành phố lớn
như Sài Gòn, thủ đô Hà Nội, rồi tìm những cái trường nơi nào để dạy mình chế biến. Dạ. Thì hoàn toàn cũng chẳng may là không có tìm được đâu hết. Dạ. Cho khi đến khi mà về quyết định tự mày mò, nhất là theo dõi trên báo chí truyền hình. Dạ. Nó cũng đóng giúp cho mình được cái hay lắm. Rồi mình rút ra kinh nghiệm, rồi sản xuất ra 13 đợt, 13 đợt đổ bỏ. Không xài được, không ngon, không đạt. 12 đợt chứ, rồi cái đợt thứ 13 mới là thành công. Đến nay giữ y một cái bản quyền đó để mà chế biến, để mà phục vụ cho cộng đồng. Chứ cái hàng này là cái nho rừng này là mấy ngàn năm nay là người ta không có chú ý. Mà hình như trên Việt Nam, trên châu Á này, là thế giới này người ta không trồng cái loại này mà không chế biến, người ta không có chú ý đó. Cho nên mình quyết định là đi con đường ngược, làm những chuyện lạ. Dạ. Đem ra cho cộng đồng dân chúng người ta hiểu. Dạ. Để người ta dùng, người ta thưởng thức cho có sức khỏe. Con thấy nhiều người cứ nghi ngờ là trái nho rừng với lại nho với trái giác, thì không biết là sẵn đây chú giải thích luôn ạ. Cái giữa cái nho rừng và trái giác, cái trái giác nói gì cái trái giác là nó có một cái cơ sở ở của Nguyễn Mai, tỉnh Kiên Giang đang sản xuất độc quyền. Cái trái giác, cái dây giác là cái đùm nó chừng 500 gram đổ lại là lớn nhất. Dây giác là nó trái quanh năm, nho rừng là trái có mùa, nhưng mà là dây giác á, nó có cái đặc biệt cái này nè, so lại với nho rừng nó có khác nhau cái chỗ là dây giác cái gốc không bao giờ có củ, nó chỉ cái rễ như rễ gốc rau muống, còn cái nho rừng dưới này giờ cái củ nó bằng cái lu bằng bắp chân dưới, có nhiều nơi người ta gọi là củ sâm hồng, tại vì Campuchia nó trị bệnh giang mai da liễu rồi là nó dùng cái cây này nhiều lắm. Cái dây này đặc biệt nó là cái củ chua. Chua. Dây chua. Dạ. Lá chua, đọt chua. Dạ. Trái chín xanh. Xanh như trái này là chua, ăn chua, dạ. Nấu canh chua búp gỏi ngon lắm. Nấu lẩu. Còn chín đỏ thì ăn nó hơi không được đạt, nhưng mà khi mà một tháng sau đen bóng thì ăn rất là ngon. Dạ. Nó có cái vị là trái rừng. Dạ đúng rồi chú. Cho nên mình thích nó là không muốn cho nó lớn trái. Nếu mà dùng quá chắc vô cái trái này lớn vô đẹp, nhưng mà chế biến vô uống không có tốt cho sức khỏe. Chứ không phải là không làm trái lớn được. Dạ vâng ạ. Ví dụ như cái nùi này là 1.000 trái, chừa 500 trái thôi. Rồi dùng cái chất diêm kích thích, rồi thuốc phù, thuốc dưỡng đồ làm nó sẽ lớn. Đúng rồi, cái câu đó là cái câu hay á. Khi trồng với chăm sóc là khó nhất. Là khó nhất trong cái khâu. Nhưng mà bây giờ là mình đã làm thành công rồi. Dạ. Nếu truyền lại cho tất cả những cái hợp đồng ha, bà con nào để trồng thì rất là dễ. Tại vì giống rừng nó cũng dễ nuôi. Ví dụ như mình quên tưới nước, mình quên chăm sóc, bỏ một tháng nó cũng không chết. Chứ nó rất là gan. Dạ. Chứ không phải là cái giống như cái giống nho rép đó, thì nó dễ chết lắm. Bỏ nắng 3-4 bữa thì nó có thể nó chịu không nổi. Còn cái giống nho này rất tốt. Nhớ ăn cái trái nó thì cho này đặc biệt có cái là cái vỏ dày. Dạ. Nhớ ai có ăn vô là lựa cái trái bóng đen. Ăn thì phải nhai cả vỏ cả hộp. Nó chắc lắm, nhai lâu lắm mới hết trái. Hộp nó lên thuốc. Hụt lên thuốc ạ. Nếu là mình có chế biến... Cái hộp lên thuốc với cái vỏ lên thuốc. Mà nhai vô tới đâu, nghe cho kỹ, là nó có cái vị hơi tăng băng và chạy tới đâu đều biết. Chứ không phải mà như ăn trái mặn hay trái ổi, ăn vô no bình thường không biết gì hết. Còn cái loại này ăn vô là nó tiếp máu, ăn vô nó sẽ vô máu. Nó vô máu nó làm cho con người ta loãng máu ra là người ta khó bị tai biến. Người ta khó bị tai biến, ví dụ như cái nhớt xe mình xài là nhớt 30, nhưng mà ăn này vô cũng còn có 15 à. Nó lỏng ra cái bắt đầu nó bơm hết, thì người ta mới gọi là đẹp da. Cái da mỏng này nè, lớn tuổi nó đâu có chịu nổi, nó phải loãng ra nó bơm mới tới là đẹp. Hay vậy. Nó có cái đặc biệt, nó loãng máu là nó ngừa các bệnh luôn. Này là có thể đẹp da đúng chú ha? Nó như vậy chứ không phải là nó bình thường. Dạ. Cái loại này khi mà lấy về dùng vô, quý khách mà lấy về dùng vô, không phải uống như uống nước mía, mà cũng không phải uống như uống dừa. Đây là nước nho, người ta chế biến 12 tháng đổ lên, mình mới tiêu dùng vô thì rất là tốt cho sức khỏe. Khu vực là như thế nào? Ví dụ như nói về cái khâu mà dân ta muốn trồng thì mình cung cấp giống và thiết kế trụng dây các cái kỹ thuật luôn. Dạ. Rồi đến khi chỉ người ta thu hoạch đem về mình mới mua lại 20.000 ký, phải mua cho người ta. Bao tiêu sản phẩm luôn rồi đó. Bao tiêu sản phẩm. Dạ. Đó đó. Có bao giờ chú sợ tới cái viễn cảnh mà tất cả mọi người đều trồng, nhà Tây Ninh đều trồng và nó không bán được nhiều quá? Lúc đó nhiều thì mình lại mở
rộng cái xưởng đồ ra, lên lớn lên chứ không có gì hết. Tại vì một cái loại này khi chế biến vô làm ra rượu vang để 100 năm cũng được. Dạ. Cho nên là chỉ cần lưu trữ càng lâu càng mắc. À. Tại sao nó có cái loại 200 ngàn mà có loại 300 ngàn cũng y thứ đó. Là cái loại đó một là trái đạt tiêu chuẩn, hai là 4 năm tuổi. À con thấy là rượu nho của Đà Lạt đó chú. Rượu vang hay rượu nho gì, rượu nho. Vang nho Đà Lạt thì đó, người ta vẫn bán đầy đó. Cái loại đó với những loại này thì chắc là vì nó cái vị thuốc cái này kia thì nó khác nhau đúng không chú? Cũng khác hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn, nó khác nhiều lắm. Cái đó có cái dịp nào nói cặn kẽ. Đi đi, dạ. Mình đi đây. Cái đó là uống cho tiểu đường tốt. Có cái cây đối mình là 100 tuổi mà người ta rất là đẹp người.